Xin chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin 24 giờ cập nhật những tin tức nóng nhất mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như là quốc tế, tình hình bão lũ hiện đang rất nóng. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi những điểm tin chính ngay sau đây. Kính thưa quý khán giả và các bạn thân mến, theo đài truyền hình quốc gia Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, giới chức địa phương tiếp tục phải dùng thuốc nổ để phá con đập trên sông Chu He, tỉnh An Huy vào rạng sáng nay nhằm giảm sức ép từ nước lũ đang tăng cao. Mực nước trên sông Chu He dự kiến sẽ giảm 70% sau vụ nổ đập lần này. Động thái trên diễn ra vào bối cảnh mực nước tại nhiều con sông của Trung Quốc, trong đó có sông Trường Giang dâng cao nhất bất thường, mưa lớn kéo dài suốt gần 2 tháng vừa qua. Việc phá đập đê kè xả lũ là một trong những biện pháp mà Trung Quốc buộc phải sử dụng đến trong trận lũ lịch sử năm 1998, năm 2020. Đầu tháng 7 năm 2023, đợt lũ lụt đã khiến hơn 2.000 người chết và khoảng 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy. Từ đầu tháng này, mực nước tại sông Trường Giang, sông dài nhất của Trung Quốc, đã hai lần đạt đỉnh lũ mới. Giới chức địa phương của Trung Quốc cảnh báo đợt lũ trong tuần này có thể nghiêm trọng hơn đợt lũ đầu tiên. Lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp lên tới 61.000 mét khối trên giây, buộc đập phải mở 3 cửa xả lũ với lưu lượng 30.000 mét khối trên giây. Nhiều thành phố ở thượng nguồn và hạ nguồn đập đều đã ban bố cảnh báo đỏ về lũ lụt. Trong cùng ngày, Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lũ lụt ở sông Gia Long, miền Đông từ cấp 2 lên cấp 3, cấp 4 là nghiêm trọng nhất, khi mực nước tại 10 hồ chứa vượt mức cảnh báo khoảng 7 mét. Sông Hoài là sông dài thứ tư ở Trung Quốc, chảy qua các tỉnh như Hà Nam, An Huy, Giang Tô trước khi đổ ra sông Trường Giang. Đợt mưa lũ năm nay ở Trung Quốc được cho là khá bất thường khi tần suất các trận mưa lớn cao hơn so với trung bình hàng năm. Kể từ đầu tháng 6, mực nước tại gần 800 hồ chứa của các con đập ở Trung Quốc vượt mức cảnh báo, thậm chí vượt mức kỷ lục trận lụt năm 98 và năm 2020. Mưa lớn được dự báo sẽ còn tiếp diễn ở nhiều khu vực của Trung Quốc đến cuối tháng này, thậm chí là sang đến cả tháng 8. Lũ mới ập đến sông dài nhất Trung Quốc, đập Tam Hiệp căng mình chịu trận. Đập Tam Hiệp của Trung Quốc đang đứng trước phép thử lớn như một đợt lũ mới xuất hiện ở thượng nguồn sông Trường Giang. Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia Trung Quốc cho biết trận lũ mới đã được xuất hiện ở thượng nguồn của sông Trường Giang, hay còn gọi là sông Dương Tử của Trung Quốc, vào sáng nay, ngày 6 tháng 7 năm 2023. Đây là trận lũ thứ hai trên sông dài nhất Trung Quốc trong vòng nửa tháng qua do mưa lớn bất thường kéo dài. Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang dự báo trận lũ thứ hai này trên sông Trường Giang có thể nghiêm trọng hơn trận đầu tiên hồi tháng 6. Lũ lớn đã khiến mực nước tại những sông nhánh của sông Trường Giang dâng cao và khiến lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp cũng tăng mạnh. Khoảng 10 giờ sáng nay, lưu lượng nước đổ về hồ chứa này là khoảng 50.000 mét khối trên giây và có thể lên đến 55.000 mét khối trên giây vào tối nay. Trong trận lũ đầu tiên, lưu lượng nước đổ vào đập Tam Hiệp tối đa là 53.000 mét khối trên giây. Để hạn chế ngập lụt ở vùng hạ lưu, đập Tam Hiệp đã giữ lại một phần nước lũ, khiến mực nước tại đây cao hơn 10 mét so với mức báo động. Trong khi lưu lượng nước đổ vào là 50.000 đến 53.000 mét khối trên giây, thì lưu lượng nước xả ra là 35.000 mét khối trên giây. Kể từ đầu tháng 7, mực nước của hơn 800 con đập và hồ chứa của Trung Quốc đã vượt mức báo động. Thậm chí, mực nước ở 33 con sông vượt mức kỷ lục trong trận lũ lịch sử năm 98 và năm 2020. Đập Tam Hiệp đầu tháng này đã phải mở cửa xả lũ đầu tiên trong năm nay, khi giới chức của Trung Quốc nói đập Tam Hiệp đã mở 3 cửa xả lũ. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc dường như đã mở toàn bộ 9 cửa xả lũ, trong khi đó mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Theo cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương Trung Quốc, trong 4 ngày tới mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra ở khu vực Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh, Quý Châu, Tứ Xuyên, Hà Bắc, Sơn Tây, Vân Nam, Tây Tạng, thậm chí là một số khu vực ở Giang Tô, An Huy, Hồ Bắc và Hồ Nam có thể ghi nhận lượng mưa đến 180 mm. Thậm chí Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc cùng các tỉnh khác như An Huy, Giang Tây và Chiết Giang hôm nay đã ban bố cảnh báo màu đỏ do mưa lớn có thể nhấn chìm các con sông hồ. Trong bối cảnh mưa lũ nghiêm trọng, Chủ tịch nước Tập Cận Bình hôm nay đã chỉ đạo huy động nguồn lực để hỗ trợ đảm bảo tính mạng và tài sản người dân, hỗ trợ cả trực thăng quân dụng và xuồng cano đưa người dân Trung Quốc lên những nơi an toàn như Tây Tạng, Đài Loan. Chính quyền Trung Quốc đang định hướng và cũng như bàn thảo với giới chức lãnh đạo của Việt Nam cho 6 triệu di dân Trung Quốc vào Việt Nam, nhưng hiện tại Việt Nam vẫn chưa đồng ý. Ông Tập Cận Bình đã liên tục điện đàm với người đồng cấp phía Việt Nam, thương lượng cho người dân Trung Quốc được dựng trại lán qua biên giới của Việt Nam để tránh trú. Đến khi mưa lũ năm nay đi qua sẽ trở về khắc phục hậu quả như mọi năm. Nhưng ai có thể tin được Trung Quốc? Ai có thể tin
xin được ông Tập Cận Bình, rồi đến khi mưa lũ hết, liệu rằng người dân của Trung Quốc có chịu về đất nước của họ hay không, hay họ sẽ bám trụ ở đất nước Việt Nam của chúng ta? Mà với số lượng lớn như vậy thì thử hỏi Việt Nam chúng ta có khống chế và kiểm soát được thật là vô cùng nguy hiểm. Hy vọng giới chức của Việt Nam chúng ta hãy cảnh giác, tỉnh táo trước những âm mưu, mưu đồ, mưu kế thâm độc của Trung Quốc đang tìm cách xâm chiếm đất nước Việt Nam chúng ta. Hãy cửa đóng then cài biên giới, đừng cho người Trung Quốc nào qua Việt Nam chúng ta nếu họ có những mưu đồ không chính đáng, đặc biệt là cảnh báo Hoa Nam Trung Quốc cũng như là những tên tội phạm khát máu của đất nước này. Trận chấn động mang tính hung bạo làm cho Tập Cận Bình vô cùng hoảng sợ. Vừa qua, một tai nạn xảy ra trên đoàn tàu cao tốc đông đúc trong thời tiết mưa bão khiến cho 450 người thiệt mạng, cây cầu ở Thanh Hải Trung Quốc bị sập cả hai lưỡi chiều do tác động mạnh từ trận động đất kèm theo mưa lớn mới đây. Cụ thể, hôm thứ Hai vừa qua, một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter đã xảy ra tại huyện Madoi, khu tự trị Golong, tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc, khiến cho hai cây cầu cao tốc hiện đại nằm trên tuyến đường cao tốc bị sập. Hai cây cầu bị sập cách nhau 3 km, gồm cây cầu Jetan tổng chiều dài 507 m và cây cầu Jetan số 2 với tổng chiều dài 1.007 m. Do cây cầu Jetan cách tâm chấn động đất chỉ có 7 km nên thiệt hại rất nghiêm trọng. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, cầu Jetan bị sập cả hai chiều, từng đoạn mặt cầu sập gãy như loạt cờ domino bị đổ và các trụ cầu cũng bị hư hỏng với nhiều mức độ khác nhau. Hàng trăm xe cộ bị hư hại và tổng số người thiệt mạng lên tới 450 người. Lý giải về điều này, ông Trần Kiến Hữu, kỹ sư cao cấp của công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn thanh tra giao thông Thanh Hải cho hay, do cường độ trận động đất xảy ra tương đối lớn, sóng dư chấn của trận động đất có lực hướng về phía đông và một lực hướng về nam tăng bắc, chính là hướng nam bắc. Đây là gây ra hiện tượng sập cầu về một hướng. Và một vấn đề nữa là mặt đường bị bong cũng là do tác động theo hướng nam bắc này. Theo kỹ sư này, do mặt cầu cách mặt đất không cao nên hầm cầu ít bị hư hỏng, không bị nứt ít khi rơi xuống, liên kết tổng thể thân cầu và bị ảnh hưởng vô cùng nặng. Trong bước tiếp theo, các kỹ sư sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện kết cấu phụ, dầm cầu và quyết định phương án tái thiết lại cầu Jetan. Một tuyến cao tốc A10 vào thành phố cảng miền Bắc Trung Quốc cũng đổ sập vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày hôm qua, mùng 5 tháng 7 năm 2023. Thật không may, lúc đó có khoảng hơn 450 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng. AFP dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Trung Quốc cho biết, các phương tiện mắc kẹt trong đống đổ nát và các tòa nhà gần hiện trường đều bị hư hại. Đoạn sập cầu dài khoảng hơn 20 km trên cầu bị rơi xuống dòng sông, đường ray và các tòa nhà phía dưới. Sự cố xảy ra khi trời đang mưa xối xả do ảnh hưởng của bão. Cầu Seopsan được xây dựng từ năm 1980 và được trùng tu vào 2006, thuộc tuyến cao tốc nối Hồng Kông và các khu nghỉ mát. Lượng xe lưu thông trên tuyến đường tại thời điểm này khá đông do người dân đang trong cuộc di dân trong một trận lũ. Một nhân chứng cho biết, anh nhìn thấy hàng trăm phương tiện trên cầu khi tai nạn xảy ra, mô tả đây là một cảnh tượng như ngày tận thế. Bộ trưởng Giao thông Trung Quốc viết trên Weibo rằng ông đang theo dõi sự việc với nỗi sợ to lớn, mà dường như đây là một thảm kịch khủng khiếp. Vào rạng sáng nay, mùng 6 tháng 7 năm 2023, lũ lụt và lở đất cũng đã xảy ra ở Hồ Bắc và Hồ Nam. Kính thưa quý khán giả, đêm qua, đập Hàn Châu hạ lưu sông Trường Giang đã vỡ khiến hàng triệu người chạy lũ di tản sang biên giới của Việt Nam. Mưa lớn ở Trung Quốc đã gây ra lũ lụt ở nhiều tỉnh, nặng nề nhất vẫn là Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên và An Huy, các tỉnh nằm trong vùng rốn lũ đập Tam Hiệp. Nhưng các kênh truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc làm nhẹ tính nghiêm trọng của thảm họa thiên tai và chỉ tập trung vào tình trạng xung đột của Ukraine và Nga. Theo một đoạn video được đăng tải trên internet gần đây, hồ chứa nước Đường Vương ở An Giới, An Huy và Hồ Nam đã bị vỡ, dòng nước chảy xiết dâng lên gây sóng lớn. Người dân địa phương giúp người già và trẻ nhỏ chạy nhanh đến nơi địa hình cao hơn. Một số đã chấp nhận rủi ro khi bỏ tiền vượt biên qua Việt Nam, hòng tìm cho mình một công việc để tránh trú, nhưng phần lớn đã bị các chiến sĩ bộ đội biên phòng của ta chặn lại. Một đoạn video được đăng trên Weibo cho thấy, đám đông đang di chuyển lên chỗ địa hình cao. Trên đại lộ xuất hiện dòng người kéo dài, hầu hết mọi người đi bộ và một số đi xe đạp hoặc lái xe. Trong đó có những chiếc xe chở đầy người ở phía sau. Người quay phim giải thích bằng tiếng địa phương rằng hồ chứa nước Đường Vương và nhà máy điện bị sập, mọi người đều chạy lên sườn núi, bên này bị ngập hết. Một số cư dân mạng đã chuyển tiếp video trên Tiger ở nước ngoài kèm theo bản dịch hoàn chỉnh và bình luận trong video. Khi video được đăng tải trên Weibo, một số cư dân mạng đã yêu cầu các cư dân mạng biết tiếng Hồ Nam giúp dịch tiếng địa phương trong video. Ngoài ra, có một đoạn video cận cảnh về trận lụt được cho là bờ kè của hồ chứa nước Đường Vương ở An Huy. Bức ảnh cho thấy dòng nước chảy xiết lao xuống từ ngọn núi. Sau khi gặp tòa nhà, nó đã gây ra một làn sóng lớn. Người quay video thỉnh thoảng kêu lên kinh ngạc. Đoạn video cho thấy đây là cơn lũ ập đến bất ngờ, cho nên người dân địa phương
có thể không kịp sơ tán. Theo thông tin công khai, một hồ chứa nước Đường Vương ở huyện Bình Đường, tỉnh An Huy nằm giữa huyện Tam Đang thuộc tỉnh Hồ Nam và tỉnh An Huy. Tin tức về hồ chứa nước Đường Vương bị sập vẫn chưa được truyền thông quốc tế thông báo. Hiện tại vẫn chưa thể xác định tính xác thực của tin tức này. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và bấm chuông thông báo để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi hết chương trình. Chúc quý vị một ngày năng động, sức khỏe, làm việc hiệu quả. Còn bây giờ, chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.